Vâng, trước hết là tôi xin kính chào các nhà nghiên cứu, các đồng nghiệp và tất cả mọi người đang tham dự buổi hội thảo. Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức hội thảo đã tạo điều kiện cho tôi được phát biểu trong buổi hội thảo quan trọng này để chia sẻ những kinh nghiệm về thực địa số hóa trong nghiên cứu làng xã của Việt Nam. Chủ đề tôi xin phép phát biểu bằng tiếng Việt và xin trình bày cái PowerPoint của mình trên màn hình hiển thị là tiếng Anh. Tôi xin chủ đề phát biểu hôm nay của tôi là về nghiên cứu làng xã Việt Nam, điều tra thực địa, số hóa và triển vọng nghiên cứu trong tương lai. Các vấn đề trình bày chính trong cái bài báo cáo của tôi là: thứ nhất là làng xã, một chủ thể xuyên suốt trong lịch sử Việt Nam. Thứ hai, điều tra thực địa và số hóa tư liệu tại làng xã. Thứ ba, nghiên cứu làng xã Việt Nam, một địa hạt nghiên cứu mở. Và thứ tư, tôi sẽ giới thiệu một nghiên cứu của tôi cùng với nhóm nghiên cứu của mình về quản lý mặt nước vùng đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế thế kỷ 19-20. Chủ điểm thứ nhất là làng xã Việt Nam, một chủ thể xuyên suốt trong lịch sử Việt Nam. Làng xã Việt Nam có một cái lịch sử dài như là một lịch sử của đất nước Việt Nam, và các triều đại lần lượt thay nhau nhưng mà làng xã thì luôn ở lại và vẫn có một cái diễn trình phát triển riêng của mình. Làng xã Việt là một đơn vị kinh tế xã hội độc lập nhưng lại có mối liên hệ gắn bó khăng khít với nhau và có mối quan hệ với quốc gia. Do đó, từ nghiên cứu làng xã, chúng ta có thể nhận thức được những khía cạnh của xã hội và văn hóa của quốc gia trong lịch sử. Làng, liên làng và siêu làng như nhận định trong bài viết của giáo sư Hà Văn Tấn, đó là nghiên cứu làng xã, cơ bản nó là một đề tài xã hội học, dân tộc học. Khi nghiên cứu nó như là một đề tài sử học, nghĩa là chúng ta phải biến nó thành một đề tài xã hội học lịch sử. Ngoài những tài liệu quan sát trực tiếp, chúng ta cần có những tài liệu lịch đại. Thì cái bài viết của giáo sư Hà Văn Tấn được công bố ở trên tạp chí Xưa và Nay, như cái hình ở bên cạnh mà mọi người có thể nhìn thấy, làng, liên làng và siêu làng. Đây là một bài viết rất là quan trọng về phương pháp luận về nghiên cứu làng của giáo sư Hà Văn Tấn. Các cái chương trình nghiên cứu về làng xã Việt Nam luôn là cái trọng điểm trong nghiên cứu đa ngành ở Việt Nam. Trong đó thì trong thời gian vừa qua thì trong cái thế kỷ 20 thì nghiên cứu từ làng đến liên làng và siêu làng, chúng ta có thể điểm tới một số các cái chương trình nghiên cứu lớn. Ví dụ như là chương trình nghiên cứu một cộng đồng xã thôn Việt Nam vào khoảng những năm 1950 đến năm 1960. Đây là một cái nghiên cứu mà tôi rất là tâm đắc và tôi đọc thấy rất là thú vị. Phối hợp giữa Học viện Quốc gia Hành chính Sài Gòn và nhóm Đại học Đường tiểu bang Michigan ở Việt Nam. Nghiên cứu chủ yếu là về làng Khánh Hậu ở tỉnh Long An với ba cái chủ điểm nghiên cứu về hoạt động hành chính, hoạt động kinh tế và xã hội học. Trong đó thì điểm nhìn lịch sử quan sát làng Khánh Hậu trong khoảng những năm 1940 đến năm 1950, thì ở bên cạnh mọi người có thể nhìn thấy được cái bản đồ về cái khu vực của làng Khánh Hậu rất gần với thành phố Tân An của tỉnh Long An ngày nay. Và phía dưới là ba cái công trình đã được xuất bản lần lượt vào những năm 1959 và 1960. Và gần đây thì nhóm nghiên cứu của Nhật Bản vẫn tiếp tục dựa trên kết quả nghiên cứu của đợt này thì vẫn tiếp tục phát triển nghiên cứu và quan sát làng Khánh Hậu trong khoảng 20 năm trở lại đây. Một chương trình hợp tác nghiên cứu về biến đổi của làng Việt từ sau thời kỳ đổi mới do Đại học Passau của Đức tiến hành nghiên cứu vào năm 1999. Rồi chương trình hợp tác Việt-Pháp nghiên cứu về làng xã ở Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Hồng từ năm 1996 đến năm 1999. Thì đây là một cái nghiên cứu trên cái phổ rất là rộng, quan sát về làng trong các khu vực ở miền núi, trung du và đồng bằng. Thì ở đây thì có giáo sư Oliver là một người đã tham gia rất là sâu trong cái chương trình nghiên cứu này. Sau đó thì đã xuất bản một cuốn sách là Làng ở vùng châu thổ sông Hồng, vấn đề còn bỏ ngỏ. Một dự án nghiên cứu khác rất quan trọng của nhóm các học giả Nhật Bản, đó là nghiên cứu về làng Bách Cốc, là một nghiên cứu sâu làng Bách Cốc ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Đây là chương trình hợp tác nghiên cứu về nông thôn, nông nghiệp và làng xã Châu Thổ sông Hồng thông qua trường hợp làng Bách Cốc. Và dự án Bách Cốc kéo dài từ năm 1994 cho đến nay, tức là đã trải qua 27 năm, thu hút 176 nhà khoa học từ 17 trường đại học của Nhật Bản, cùng với nhiều nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam, do cố giáo sư Jumio Sakurai làm chủ nhiệm dự án. À, đây là một cái dự án nghiên cứu chuyên sâu về đời sống lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của làng Bách Cốc, một ngôi làng cổ nằm ở vùng Châu Thổ sông Hồng, để từ đó có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát về cấu trúc mô hình làng, đơn vị hành chính nhỏ nhất nhưng lại có vai trò khá là quan trọng trong đời sống xã hội của người Việt. Thì ở đây là dự án Bách Cốc, thì mọi người có thể nhìn thấy đây là hình ảnh của giáo sư Sakura, người đã qua đời vào năm 2013. Và đây là hình ảnh cho cốt của giáo sư Sakurai được mang thả xuống sông Hồng. Theo di nguyện của giáo sư Sakurai là muốn hòa cái cơ thể của mình ở lại Việt Nam. Và đây là bản đồ của khu vực của làng Bách Cốc. Từ năm 1994 cho đến nay thì dự án nghiên cứu Bách Cốc thì thường xuyên ra các cái ấn phẩm theo từng năm hoặc là 2 năm một. Thì ở trên đây là cái ấn phẩm thông tin Bách Cốc số 19 vừa mới được in vào tháng 3 năm 2021. Thì dự án Bách Cốc của Nhật Bản là một cái dự án khá là quan trọng cho một nghiên cứu về trường hợp làng tiêu biểu của Việt Nam. Và thông qua cái dự án nghiên cứu Bách Cốc này thì nhóm các học giả của Nhật Bản đã tiếp tục mở rộng các nghiên cứu, ví dụ như là mở rộng nghiên cứu vào miền Trung, tức là nhóm đang tiến hành khảo sát và mở rộng điều tra về làng xã ở khu vực Huế, mà tôi cũng là người tham gia trong dự án này. Và một nhóm khác thì đang mở rộng điều tra trong miền Nam, và có rất nhiều các cái công bố. Chủ điểm thứ hai là nghiên cứu làng xã, điều tra thực địa và số hóa tư liệu. Thì việc tiến hành nghiên cứu làng xã thì cái công việc mà điều tra thực địa là cái công việc bắt buộc. Và trong quá trình chúng ta tiến hành điều tra thực địa, như vừa rồi giáo sư Oliver đã trình bày về các phương pháp điều tra thực địa, thì việc mà tiến hành số hóa và sao chụp tài liệu và biến các cái tư liệu điều tra tại thực địa nó có thể sử dụng được ấy, thì chúng ta cần phải làm các công việc đối với việc số hóa tư liệu. Thì đối với tư liệu của triều đình như là các bộ chính sử, chẳng hạn như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Khung Giám Công Mục, Đại Nam Thực Lục hay là Đại Nam Nhất Thống Chí, thì nội dung của các cái bộ sử này chỉ phản ánh các vấn đề của triều đình và các hoạt động của chính quyền nhà nước. Còn nguồn tư liệu của địa phương, tức là các cái nguồn tư liệu của làng xã, thì có một số lượng rất là lớn được bảo quản trong các hòm bộ ở trong các làng. Và hầu như cái tỷ lệ được sử dụng và phân tích các cái tư liệu này thì chưa được nhiều, và đặc biệt là cũng chưa được sưu tầm, xử lý và nghiên cứu có tính chất hệ thống. Nhóm tư liệu ở làng xã, nhất là tư liệu ở khu vực miền Trung, là nhóm tư liệu mà thường xuyên bị tắc ở khí hậu lũ lụt, nên khả năng mất mát của nhóm tư liệu này rất là cao. Những cái tư liệu địa phương này nó phản ánh một cách chân thực đời sống của người dân làng xã Việt Nam, và nó chứa nhiều cái thông số về lịch sử, dân số, địa danh, vân vân, mà những cái tài liệu chính sử không phản ánh hết được. Tư liệu địa phương phần lớn là nguồn tư liệu gốc mà đương đại, và nó trải dài theo chiều lịch đại. Cho nên khi mà tiến hành sưu tập và phân tích tư liệu ở địa phương ấy, thì chúng ta có cái khả năng để nghiên cứu xuyên suốt lịch sử theo chiều dài qua một cái nguồn tư liệu có tính chất trực tiếp. Và nghiên cứu tư liệu làng xã cho phép chúng ta nhìn nhận lịch sử rõ hơn để nhận diện cấu trúc của xã hội Việt Nam thời phong kiến từ cái điểm nhìn từ biên giới, tức là dưới cái địa phương đối với trung ương và mối quan hệ giữa địa phương với trung ương qua các cái thời kỳ như thế nào. Số hóa tư liệu địa phương, mà ở đây tôi nhấn mạnh đến việc là số hóa cái tư liệu Hán Nôm, thì nếu như các cái nguồn tư liệu tại thư viện như là bảo tàng, thư viện trung ương và địa phương, thì đây là những nhóm tư liệu cố định, và đây là tôi gọi là những nhóm tư liệu đã được biên mục, đã được bảo quản.
khả năng mất mát thì mất mát hư hỏng thì rất là thấp, và cái mức độ tiếp cận thì bây giờ thì càng ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn, đặc biệt là công nghệ thông tin phát triển gần đây thì cái việc tiếp cận với các nguồn tư liệu tại các cái kho lưu trữ đã được bảo quản thì lại càng dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nhóm tư liệu tại địa phương, làng xã thì đây là một cái nhóm tư liệu di động và biến đổi. Nó là nhóm tư liệu chưa được biên mục, chưa được bảo quản và số hóa, cũng như là chưa được chỉ dấu. Đây gồm các cái loại hình tư liệu hành chính quan phương như là lệnh chỉ, sắc phong, địa bạ, hương ước, văn khế, mua bán ruộng đất, văn bia, văn chuông, vân vân. Việc mà sưu tập và số hóa tư liệu làng xã sẽ góp phần bảo tồn tư liệu bằng hình ảnh, và việc bảo tồn bằng hình ảnh sẽ giúp cho chúng ta có cái khả năng để chia sẻ nguồn tư liệu dễ dàng hơn, cũng như là cái việc mà chúng ta không đụng quá nhiều vào cái nguồn tư liệu gốc để có thể mà bảo quản được cái bảo quản và bảo tồn được cái nguồn tư liệu gốc tốt hơn. Thứ hai là chúng ta tiến hành chỉ dấu và biên mục. Chỉ dấu tức là chỉ dấu về cái địa điểm nơi mà lưu trữ cái nguồn tư liệu và biên mục dữ liệu cho tư liệu. Đó là cái cơ sở để chúng ta đánh giá cái hiện trạng của tư liệu để đưa ra được các cái khả năng trong tương lai trong việc bảo quản cũng như là sử dụng các cái nguồn tư liệu ở địa phương. Và từ những cái việc số hóa, lập danh mục cho đến chỉ dấu tài liệu thì chúng ta có thể lập được một cái bản đồ phân bố, bản đồ số hóa về tư liệu. Thì chúng ta có thể thấy được cái quá trình là từ việc số hóa cho đến việc làm việc số hóa là công việc tại địa phương. Tiếp đến là quá trình mà chúng ta về làm việc tại văn phòng, là cái quá trình chúng ta lập biên mục và đánh giá tư liệu. Và tiếp theo là cái quá trình mà đưa dữ liệu lên Internet. Như vừa nãy trong cái phiên của giáo sư Oliver thì tôi có đặt ra một vấn đề về vấn đề chia sẻ và vấn đề bản quyền tư liệu. Thế thì khi chúng ta tiến hành đưa dữ liệu lên Internet và tiến hành chia sẻ thì rõ ràng chúng ta phải xác lập được cái phân quyền cũng như là cái khả năng để cho phép sử dụng và khai thác cái nội dung của tư liệu đấy đến đâu. Thì tôi nghĩ là trong tương lai việc mà số hóa tư liệu sẽ phải đặt ra vấn đề này là một vấn đề cần phải thảo luận kỹ. Các cái giai đoạn mà tiến hành điều tra thực địa và số hóa thì cái giai đoạn số hóa là cái giai đoạn mà tiến hành điều tra tại thực địa, sao chụp tư liệu bằng máy ảnh và máy scan, mã hóa ký hiệu cho tư liệu và lấy dữ liệu tọa độ, địa điểm, sưu tập. Thì ở bên đây mọi người có thể thấy được là hình ảnh mà tôi cùng tiến sĩ Ueda của Đại học Osaka đang tiến hành sao chụp tài liệu tại làng Thanh Phước ở Thừa Thiên Huế. Và đây là hình ảnh cái dữ liệu tọa độ của khu vực mà chúng tôi tiến hành điều tra. Đây là cái cơ sở để sau này có thể lập được cái bản đồ phân bố tư liệu. Thứ hai là giai đoạn biên mục, là lập danh mục tư liệu đã sưu tập, phân loại như là về niên đại, loại hình, cũng như là việc tóm tắt nội dung cơ bản của tư liệu và tiến hành đánh giá tình trạng của tư liệu, như là lên kế hoạch bảo quản cho những tư liệu có nguy cơ bị hủy hoại trong tương lai gần. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đưa dữ liệu lên Internet, thì tiến hành lập bản đồ địa điểm đã có dữ liệu số hóa dựa trên việc định vị GPS. Thì đây là chính là bây giờ các cái điện thoại thông minh như là iPhone ấy thì hoàn toàn có thể sử dụng được cái định vị tọa độ này rất là dễ dàng, và cung cấp cái danh mục dữ liệu tại từng địa điểm như là tình trạng văn bản nơi đang lưu trữ số hóa, cung cấp các dữ liệu liên quan ví dụ như là vị trí địa lý, dân số, các cái nghiên cứu trước đây đã tiến hành ở các cái địa điểm này như thế nào, và liên kết dữ liệu với các trang mạng có cái dữ liệu liên quan đến địa điểm mà chúng ta tiến hành điều tra thực địa. Và quan trọng nhất là cung cấp được nguồn dữ liệu địa phương, làng xã đã được số hóa để chia sẻ cái nguồn thông tin dữ liệu này cho các nhà nghiên cứu để có thể kết nối dữ liệu ở nhiều nơi, nhiều khu vực để cùng tiến hành một chủ đề nghiên cứu nó dễ dàng và thuận lợi hơn. Quý ngài, cái thời gian thứ ba là nghiên cứu làng xã, một địa hạt nghiên cứu mở và triển vọng nghiên cứu trong tương lai.
thì nghiên cứu làng xã Việt Nam là một vấn đề, thực ra là một vấn đề rất là rộng và chuyên sâu, và đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Nhưng cái tiêu đề của chương trình mà giáo sư Oliver có tham dự đó là làng ở vùng châu thổ sông Hồng, vấn đề còn bỏ ngỏ. Và trong tương lai thì việc nghiên cứu chuyên sâu và các vấn đề về làng sẽ vẫn phải là một vấn đề tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Tiếp theo là tôi xin giới thiệu một chút về một cái trường hợp nghiên cứu về quản lý mặt nước ở vùng phá Tam Giang Thừa Thiên Huế vào thế kỷ 19-20. Vùng phá Tam Giang Thừa Thiên Huế có cái chiều dài khoảng 70 km với diện tích 22.000 ha, là đầm phá rộng lớn bậc nhất ở châu Á. Thời kỳ tiền hiện đại, một số làng được cấp quyền quản lý ngư nghiệp phá Tam Giang. Bài thuyết trình này nó vượt quá thời gian rồi đó. Thế là công tác. À vâng. Thế thì tôi xin phép chỉ còn 5 phút nữa thôi ạ. Thời thì dựa vào điều tra thực địa tại làng này thì tư liệu lưu trữ ở làng Thủy Tú, làng Hà Trung và làng Bắc Vọng là ba làng được được tiến hành cho phép để quản lý mặt nước ở đây. Thế thì dựa vào điều tra thực địa tại làng này, nhất là tư liệu lưu trữ tại làng Thủy Tú để sưu tập số hóa tư liệu, đặc biệt là nhóm tư liệu Hán Nôm như là Kiến Canh Bạc đập năm Gia Long thứ 12 và Minh Mạng thứ 15 1834, cũng như là hệ thống bản đồ cổ, thì đây là tư liệu Kiến Canh Bạc, một tư liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 và tư liệu lưu trữ tại địa phương. Và đây là quá trình chúng tôi tiến hành số hóa cái bản đồ thời Minh Mạng, vẽ về cái sử dụng mặt nước của làng Thủy Tú ở đầm phá Tam Giang. Và dựa trên cái việc phân tích tư liệu và bản đồ điều tra thực địa của 18 thôn xã thuộc 3 huyện Quảng Điền, Hương Trà và Phú Lộc, thì chúng tôi đã dựng lại được bản đồ quyền sử dụng mặt nước của làng Thủy Tú từ năm 1802 đến năm 1975. Thì đây là bản đồ năm 1957 và đây là bản đồ chúng tôi đã phục dựng lại cái phạm vi sử dụng mặt nước của làng Thủy Tú như là cái vỏ đen này. Thì thông qua việc nghiên cứu về làng Thủy Tú thì cho thấy được cái Trường Nguyễn đã có một cái tìm cách để quản lý một cái vùng đầm phá rộng lớn ở Thừa Thiên Huế thông qua việc cho phép quyền sử dụng và quản lý của một số làng. Và đây là một hình ảnh mà tôi vừa mới dựng lại ở trong phòng của tôi, mô phỏng lại cái quá trình đi điều tra thực địa. Đây là hình ảnh mà máy ảnh thước đo và ký hiệu cho các cái tài liệu để được điều tra. Và tôi xin giới thiệu một chút về cái nếu như mà đi thực địa, được đi thực địa thì tôi sẽ tiến hành giới thiệu về phương pháp số hóa cũng như là in dập các cái văn bản, đặc biệt là văn bia và văn chuông. Thì xin mọi người xem cái hình ảnh mà tôi đã thực hiện dập các bản sùng kiện Diên Linh thời Lý vào năm 1121 tại chùa Long Đọi ở tỉnh Hà Nam trong thời gian vừa xong. Xin dừng lại. Thầy đã trình bày quá 20 phút rồi. Yeah.